Hôm nay tôi sẽ kiểm tra khả năng chú ý của bạn. Trong suốt video, bạn nên cảnh giác và mở to mắt nhé. Bạn nghĩ là mình sẵn sàng chưa? Gói nào. Một, được rồi. Hãy bắt đầu với một câu đố về hai cô gái xinh đẹp này nhé. Tôi đã nghe đồn rằng một trong số họ không còn trẻ như bề ngoài. Một người đã 100 tuổi rồi, nhưng ai mới được? Bạn có đoán được không? Đó là người phụ nữ ở bên phải. Hãy nhìn hình ảnh phản chiếu của cô ấy trong gương mà xem. Nó cho thấy tư thế thật và tuổi thật của cô ấy. 2. Kelly đang dành kỳ nghỉ của mình ở Maldives. Cô ấy có thể chọn một trong những căn nhà gỗ trên cây này. Nhưng thật không may, mỗi con đường đều có một số nguy hiểm. Con đường đầu tiên đang bị cháy, con đường thứ hai đầy rẫy rắn độc và chất thải độc hại tràn ra khắp con đường thứ ba. Kelly nên chọn con đường nào? Cô nên chọn con đường đầu tiên. Kelly có thể dập lửa bằng nước biển mà. Xung quanh có rất nhiều đấy chứ. 3. Nhìn kia, có hai cặp đôi. Cả hai đều có vẻ khá bình thường, nhưng đó chỉ là ấn tượng bên ngoài thôi. Trên thực tế, một trong số họ đến từ một thế giới khác. Ai nhỉ? Tất nhiên, đó là cặp đôi bên trái. Hãy nhìn vào bàn chân của anh chàng này. Chúng không khớp với hình ảnh phản chiếu của anh ta. 4. Ở một vũ trụ song song, nơi chỉ được phép vui chơi và ăn kẹo thôi, không ai từng làm việc hoặc học tập. Bà Relim trở về nhà sau một ngày dài vui vẻ ở câu lạc bộ. Bà cô con gái của bà lẽ ra cũng phải vui vẻ. Bà hỏi họ đang làm gì. Hannah nói, con đã xem Netflix cả ngày. Ellie nói, con đã đi dự tiệc. Ava nói, con đã ăn trưa với các bạn gái. Tuy nhiên, bà Relim có thể chỉ ra rằng một trong số cô con gái của cô ấy nói dối và thực sự đã dành cả ngày để học. Ai đó? Đó là Hannah. Nhìn này, có một cuốn sách giáo khoa vật lý đã mở và các ghi chú dưới gầm giường của cô ấy. 5. Ava đã đi dự tiệc ngủ với các bạn nên không có gì ngạc nhiên khi căn phòng của cô ấy siêu bừa bộn. Giờ cô đang đi cắm trại với bạn bè. Cô ấy cần ủng, đèn pin và áo mưa. Bạn có thể giúp cô ấy tìm thấy chúng trong phòng không? Vâng, tất cả đều ở đây. Bạn đã làm rất tốt. Sau khi Ava trở về sau chuyến cắm trại, cô ấy sẽ đến lớp học vẽ của mình. Cô ấy cần cọ, sơn và canvas. Bạn có thể giúp cô ấy tìm thấy chúng không? Ở đây và ở đây. Bạn thành công xác định vị trí của tất cả chúng chứ? 7. Ellie đang chuẩn bị đi tiệc ngủ và không tìm thấy đồ đạc gì trong căn phòng bừa bộn của mình. Cô ấy cần bộ đồ ngủ, máy tính xách tay và loa Bluetooth. Bạn có thể giúp cô ấy tìm chúng không? Đây cả rồi, bạn tìm thấy hết chứ? Bây giờ Ellie đang chuẩn bị đến câu lạc bộ với vài người bạn. Cô ấy cần váy, bộ trang điểm và ví. Chúng ở đâu? Chúng đều ở đây cả. Chính, được rồi. Bây giờ tôi sẽ cho bạn xem vài bức ảnh. Trong mỗi bức ảnh đều có những số ẩn từ 1 đến 9, ngoại trừ một số. Nhiệm vụ của bạn là tìm tất cả các số và xác định số nào còn thiếu. Đây là cái đầu tiên, số nào từ 1 đến 9 không có trong ảnh.
đúng không có số 3. Mười, được rồi, bây giờ điều gì đó khó hơn một chút đi. Một bức ảnh mới, nhưng nhiệm vụ vẫn như cũ. Số nào đang mất tích? Hiện tại không có số 7. Mười một, câu tiếp theo. Đây rồi, bạn nói gì? Lần này thiếu số 9. Mười hai, nhiệm vụ ngày càng khó khăn hơn và các con số không còn dễ tìm nữa. Nhưng tôi tin bạn có thể làm được, nên hãy cứ tiếp tục. Lần này bạn nói gì? Không có số 5, đúng vậy. 13, được rồi, câu cuối cùng nè. Hãy tập trung và cho tôi câu trả lời đúng nha. Chuẩn rồi, số 8 không có ở đó. Bạn làm tốt lắm. 14, Alex đang tận hưởng ánh nắng ở sân sau và Meadow đang cắt cỏ trước khi cùng anh ấy uống sữa lách. Ai trong số họ đang làm điều gì đó ngu ngốc? Meadow, sữa lách của cô ấy đang để dưới ánh nắng trực tiếp. Đầu tiên, nó sẽ chảy trong khi cô ấy nghỉ ngơi. Thứ hai, sữa có thể bị hỏng, vì vậy cô ấy có thể bị đau bụng. Milam, Thomas và Abigail đang hẹn hò. Abigail đến sớm hơn nửa tiếng và đi săn sách ở một trung tâm mua sắm gần đó. Thomas đến muộn nên anh ấy đang vội. Ai đang phạm sai lầm? Thomas, anh ấy đang lái xe ở bên trái đường kia. Mười sáu, Ryan và Neva đang cắm trại. Ryan chèo thuyền qua sông, còn Neva thì đi nhặt vài que củi để nhóm lửa. Ai đang gặp nguy hiểm? Ryan, hãy nhìn xem, chiếc thuyền có một vết nứt và bắt đầu chứa đầy nước. 17. Asher và Hayley đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình. Asher đang ở trên bãi biển và đã ngủ quên. Hayley đang đi bộ trên núi. Ai không thông minh lắm nhỉ? Asher, mặt trời đã lên cao nên đang là giữa trưa. Anh ấy đã ngủ quên nên sẽ bị cháy nắng. Nhìn xem, anh ấy đã hồng như tôm rồi. 18. William và Wendy đi làm muộn. Ai đang phạm sai lầm? William, anh ấy đang lái xe vượt quá tốc độ cho phép kìa. 19. Sam thấy người bạn thân nhất của mình, Wendy, bất tỉnh trong nhà bếp của cô ấy và ngay lập tức gọi cảnh sát. Đây là điều anh ấy nói với họ khi cảnh sát đến. Cô ấy đã đi công tác ở ngoài thành phố và vừa trở về nhà. Tôi đi ngang qua nhà cô với bé chó của mình và thấy đèn vẫn sáng. Tôi lén nhìn qua cửa sổ và thấy cô ấy nằm trong bếp nên tôi vào nhà. Tại tôi có chìa khóa, Sam bị đưa về đồn cảnh sát với tư cách là nghi phạm. Tại sao? Sam nói rằng anh ấy đã đi dạo cùng chó của mình. Thế thì con chó đâu? 20. Ara đang tận hưởng mùa hè ở vùng nông thôn. Cô thích những chuyến đi dài một mình đến khu rừng địa phương. Trong một lần đi dạo nọ, cô tình cờ gặp một biệt thự lớn.
Rõ ràng là không có ai sống ở đó, nên cô bước vào. Bên trong bụi bặm nhưng rất đẹp, vì vậy cô ấy chụp vài bức ảnh và rời đi. Khi Aura trở về nhà, cô xem qua các bức ảnh của mình để chọn ra bức ảnh đẹp nhất để đăng lên mạng xã hội của mình. Khi nhìn thấy một trong những bức ảnh, cô cảm thấy ớn lạnh. Xem ảnh đi, bạn có thấy điều gì khiến cô ấy sợ hãi đến vậy không? Aura thấy một con ma ở ngay đây. Thì dinh thự bị ma ám. Aura xem qua những bức ảnh khác và thấy nhiều bóng ma hơn. Nhưng có bao nhiêu ma mới được? Hãy giúp cô ấy đếm chúng. Đây là bức ảnh tiếp theo. Bạn có thể tìm thấy bao nhiêu con ma? Một, hai và ba. Có 3 con ma trong ảnh này. 22. Hình ảnh tiếp theo nè, bạn có thấy bóng ma nào không? 2 con ma thôi, nhưng chúng ẩn nấp rất kỹ. Bạn đã tìm thấy cả 2 chưa? 23. Và bức ảnh cuối cùng đây, bạn có thể tìm thấy bao nhiêu con ma? 4 con ma ở đây. 24. Ông Johnson bị tai nạn ô tô và phải nằm viện 1 tháng dẫn đến mất trí nhớ và quên một số thứ. Ông không có gia đình gì cả. 1 tháng sau, cuối cùng ông cũng được trở về nhà. Ông tìm thấy con phố nhà mình, nhưng sau đó ông nhận ra rằng mình không nhớ ngôi nhà nào trong 2 ngôi nhà thực sự là nhà của mình. Bạn có đoán được ngôi nhà nào thuộc về Johnson không? Ngôi nhà này đang bật đèn nên chắc chắn phải có người sống ở đó. Như bạn còn nhớ, ông Johnson sống một mình. Vậy chắc hẳn nhà ông là nhà kia, có cửa sổ tối màu. 25. Bà Brown là chủ một tòa nhà chung cư, có chính sách không nuôi thú cưng, ngay cả cá cũng không được phép. Một đêm nọ, bà nghe thấy tiếng chó sủa ở đâu đó trên tầng phía trên phòng bà. Ngày hôm sau, bà kiểm tra 2 căn hộ, chú chó sống ở căn hộ nào? 2 phải là căn này. Mặc dù không thấy con chó nào cả, nhưng tấm thảm vẫn phủ đầy lông chó.